Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2021, thứ sáu tuần thứ 23 mùa thường niên năm lẻ. Khởi đầu thứ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timothée. Phaolô, tông đồ của Đức Giêsu Kitô theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta và của Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, gửi lời thăm Timothée, người con yêu dấu trong đức tin. Nguyện xin ân sủng lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng con. Cha cảm tạ đấng đã ban sức mạnh cho Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta vì người đã kể Cha là người trong tín khi đặt Cha thi hành chức vụ dù trước kia Cha là kẻ nói phạm thượng bác đạo và kêu căng nhưng Cha đã được Thiên Chúa thương xót vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Xin bao toàn con, Lấy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa con thưa cùng chúa ngài là chúa tề con chúa là phần gia nghiệp và phần chen của con chính ngài nắm giữ phần mang của con Lấy chúa chúa là phần gia nghiệp của con con chúc tùng chúa vì đã ban cho con lời khuyên bao đó là điều lòng con tự nhủ cả những lúc đêm khuya con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con Vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao nung Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh Sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhang Sự khoa lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Alleluia, Alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy và cha thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này, Người mù có thể dẫn người mù được chăng, cả hai lại không xa xuống hố ư. Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy, thì kẻ là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy. Sao ngươi có thể nói với người anh em, Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bây giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt người anh em. Đó là lời, chua, lời chúa, lạy chúa Kitô, ngợi khen chúa. Sửa lỗi mình, sửa lỗi anh em Lấy cái xà ra khỏi mắt người trước đã Rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em Luca chương 6 câu 42b Suy niệm, lời Chúa luôn chất vấn chúng ta Và đòi hỏi chúng ta phải chất vấn chính mình Cái xà trong con mắt mỗi người ngăn chặn tầm nhìn Khiến người ta không thể nhận biết chính mình Lại càng không thể hiểu thấu được người anh em cái xà đó chính là lòng ghen tị, sự ích kỷ, những định kiến và cả những mặc cảm. Chúng khiến cho chúng ta không nhìn thấy nét xấu tội lỗi của mình và cũng trở nên mù lòa trước những điều tốt đẹp nơi người khác. Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã. Đức Giê-xu dạy chúng ta trước hết hãy nhận biết những sai lầm của mình và hoán cải bản thân, từ đó chúng ta mới có thể có cái nhìn sáng suốt và bao dung để giúp anh chị em mình hoán cải. Mời bạn, chúng ta không thể thay đổi điều chúng ta không nhận thức. Một khi đã nhận thức, chúng ta không thể thay đổi. Con đường hoán cải Chúa Giêsu dạy chúng ta cũng đòi hỏi một nhận thức như thế, nhưng phải bắt đầu từ chính mình và với tình thương và lòng bao dung, dám nhìn thẳng vào cái xà trong mắt mình, để lấy nó ra là bước đầu tiên để cắt đi những cản trở, để nhờ đó chúng ta có thể nhận ra tình yêu của Chúa luôn tràn đầy trong cuộc sống của mình và nhờ đó có thể thực thi dưới răng yêu thương của Ngài nơi tha nhân. Sống lời Chúa, quyết tâm tập bỏ một suy nghĩ hay hành động tiêu cực, thiếu bác ái của bản thân. Cầu nguyện lời Chúa Giêsu xin ban ơn Thánh Thần giúp con nhận ra và cân đảm bỏ đi kết xà của bản thân để con có được ánh mắt sáng suốt mà nâng đỡ anh chị em của con. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Quà tặng quý giá nhất Trong một góc hệ phố, một bác hành khách tê bại nằm co quắp, chờ có một người đàn ông ăn mặc bánh bao đi qua. Người hành khách bèn mở miệng xin bố thí. Người đàn ông ăn mặc sang trọng, xỏ tay và túi áo, nhưng ông ta tìm mãi chẳng được gì vừa bối rối vừa thành kính ông ta mới phân bua với người hành khách này bác tôi muốn biếu bác chút đỉnh nhưng rất tiếc vì đi bất ngờ nên tôi không có mang tiền theo xin bác thông cảm cho người hành khách mới trả lời cảm ơn ông ông đã cho tôi nhiều hơn mọi của bố thí bởi vì ông đã gọi tôi là bác chưa bao giờ trong đời tôi tôi đã nhận được danh dự đó trên môi miệng của một người sang trọng nào cả dù là một người hành khất, dù là một người tàn tật, dù là một người bị xã hội rùng rẫy bỏ rơi, tất cả đều có một phẩm giá như nhau. Quà tặng quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho người khác chính là tôn trọng người đó với tất cả phẩm giá cao quý nhất của họ. Bài thiết Xích lẽ sống.